Mọi người nhìn ngầu không? Nhìn ngầu không? Ui! Mọi người quả áo đen cực xịn luôn. Trời, tí ra mùa đen, tí ra mùa đen. Mẹ quả kiếm mẹ chết hết người luôn vãi cả. Mình tưởng tượng đây không phải là quả kiếm mà kiểu đây là kiểu kiểu xịn lạnh. Kiểu đây là mát ít, em ít kiếm kiểu gì nhỉ? Cái gì đấy? Bây giờ ta phải đến quán này hả? Mình tiến đến là đóng cụ chỉ. Rồi mình đã qua một đống trung nham và cũng chỉ giả lập chỉ coi thế nào. Đây là để qua một đống hoa quả nhỉ. Hoa quả đây, đây là bánh đôn đất. Rồi qua đây rồi làm cái gì à? Đây mình sẽ đi qua đây đường. Rồi mất rồi. Đấy là phải đi ở trên cái thanh khá là nhỏ nên là đi hơi khó xíu. Ủa, quay lại hả? Đây. Cẩn thận bình tĩnh thôi, chúng ta sẽ đến được nơi, không biết gì được rồi. Đi đâu mà đập khớp phải đá, ma quang phải dây. Dừng chân đứng lại nơi đây, rồi sẽ một phát là gậy liền. Rồi, ok, bây giờ đánh kiểu số. Lết. Ui, dung nham mà lên tận đây. Cái trường học gì mà lại có toàn dung nham này, chết. Khó đi nhà, đây là check boy của nó. Đây giống như kiểu là một kim thể dục, cái kiếm nhìn nặng, nhìn nặng, to nặng ngầu. Rồi chúng ta đã qua được một đoạn của map, quá xịn sò, lên cầu thang. Kìa, chúng ta phải phát là qua luôn. Không biết chúng ta có nên nhảy lên cái con vịt là hay đi thẳng, người ta tạo ra để nhảy lên nhá, chứ không đúng không? Đi thẳng bây giờ đấy. Bây giờ là thân cứng chữ chỉ. Ok, chào thầy giáo nha. Wow, này tôi quay từ chỗ phải để lúc để mình nhìn ấy. Xin đọc thì chỉ ở ngoài, còn đây là chỗ phải thì mình có thể nhìn được cái đoạn này. Đây này. Đấy, nhìn nó để mà cắt được cái đoạn xa nhất của nhân vật có thể nhảy. Đấy, xin bắt được một đường này, ở đây đường này. Em xin thì lóc rồi. Lóc mở hố mình. À, lóc nhưng mà tao thấy đường này. Nhưng mà đây là mê cung nhá. Là mê cung nhỏ. Mê cung ảo lắm. Mình chỉ ghét mê cung. Mình sẽ được hả? Nè, có cái kiếm nó cũng dở mọi người ạ. À. Nhìn nó chắn hết cả đường rồi đó đâu. Ai cả. À, ra được rồi. Nói chung là mấy cung không khó lắm đâu. Ok, chúng ta sẽ nhảy qua một dòng sông chết chắc nhưng mà trên đấy lại có rất nhiều đợt. Ôi trời ơi! Xuống cá xì. Phải dùng một bố nào. Được một bố nó trên này đó. Kìa, sao đợt đấy tự nhiên lắc phát không nhảy được. Đùa, hai lần rồi đấy. Rồi ba lần nhỉ. Mình xin đứng đây, mình là con trai, mình sẽ vào. Thôi, mình đi. Thế là mình vượt qua những cái thách này hả? Vượt qua nước giải hả? Vượt qua nước mình là nước đáy chứ, cái nước gì? Kìa, nó bật lên rồi. Lên, à. Rồi, luôn. Rồi, đây là bên gió thổi xong lại còn acid các thứ nữa quá đâu.
kìa, đấy nó thổi mẹ rồi. Thổi mẹ rồi xong. Đó, mới chẳng là chúng ta. Nhà họ nhà. Chẳng, thì chưa bao giờ có cái quạt nào mình thấy cái quạt nào mà nó thổi người như thế này hết trơn. Kìa là không thể đi được. Ôi trời ơi, lại phải vượt qua dòng nước gì đây, nước gì đây cũng được. Ôi kìa, ta nhảy như thế rồi mà con chết à? Rõ một đứng như thế rồi đúng không? Tầm thường. Ui xôi ô, nó lại là cái gì đó kiểu đơn giản. Ôi kìa, một mấy cây cầu gỗ này không thể làm khó được anh. Ui còn đi luôn, hách, ha ha, đi được tắt. Rồi, quá ngon, mày chỉ cái gì ta biết thừa rồi. Polish white to work on hả, lại phải chọn rồi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thử trước với màu đỏ nhá. Màu đỏ là màu của may mắn nhá, mình sẽ đi vào màu đỏ. Qua được kìa. Cửa 2 thì mình sẽ không lấy màu đỏ nữa. Thôi lấy màu đỏ đi cho nó may mắn. Thôi rơi mẹ. Chết. Rồi, chúng ta nhớ nhá, đoạn đầu là màu đỏ này. Đoạn đầu màu đỏ. Cái sau thì bỏ màu đỏ đi, và chúng ta sẽ chọn màu xanh này đi. Màu xanh lá cây, màu xanh có hy vọng. Thôi, chết mẹ rồi. Thế là còn mỗi màu xanh dương thôi. Còn mỗi màu xanh dương thôi. Ok, chúng ta sẽ đi vào màu xanh dương này. Lần này chắc chắn đấy. Lần thứ nhất là màu đỏ, lần thứ hai là màu xanh dương, chắc chắn là này là màu xanh lá rồi. Đấy. Rồi, chắc rồi, lần thứ ba khó nhỉ, lần thứ ba khó chọn nhỉ. Người ta sẽ, đấy, game đó, nó sẽ thay đổi đi. Nhưng mình không thay đổi, mình sẽ đi thẳng. Đấy. Vậy là nó kiểu gì nó cũng là màu xanh dương. Ơ kìa, nó lại là màu đỏ à. Nào, cuối cùng nó là màu đỏ. Mẹ, mình đoán chật hai lần, cay thế nhỉ. Đoán chật hai lần. Hình như ông chích bằng cam được đó. Chích bằng cam được á, chích nào được. Chích được. Rồi cũng chẳng biết đâu, nào cũng qua mắt rồi. Rồi chúng ta sẽ qua, đây là màn hóa học. Người ta có thể tha hóa nhưng mà hóa không tha con người. Hết, tôi đi qua được mà. Được cái gì mà phải nhảy nhót là mình chi cho mệt rồi. Ôi là cái què gì nữa đây, đây là lửa hả? Rồi ta có nhảy qua được không? À, có. Cái đợi nó rộng, cái đợi nó nóng cụt. Lửa thì nhìn như giấy này trời. Nhảy thôi. Ok. Đây lại dòng sông nước thải rồi. Ôi phải đi qua máy quét hả? Để tao chết ra đây sao? Ôi thằng này mặc áo giống mình này. Ôi thật sự luôn, thằng này mặc áo giống mình. Áo cũ ấy, cái áo avatar gốc của mình ấy. Còn cái này là mình bỏ nó thêm vào rồi. Rồi, đi qua là chết rồi. Rồi, cái gì đây? Như kiểu một hàm răng thế này. Ok bạn nhá. Bạn chờ tôi với nhá. Ôi bạn ơi. Ôi chết mẹ rồi. Bạn đây này, tôi thích. Bạn cái gì chờ CH, cái gì CH QL cha. Ok bạn nhá. Mình chờ tôi với bạn ơi. Tôi biết là bước vào nút đen là tôi chết rồi. Ui, bạn chết này. Bực thế nhỉ. Nó như thế nào ấy? Kiểu không phải đâu, nó bị đẩy speed lên ấy. Chứ không phải là mình cố tình mình đi thế đâu, nó bị đẩy speed lên ấy. Chẳng hạn mình đi quá đà phát là nó đẩy cái speed lên. Ghét nhỉ. Dễ thế mà không chơi được. Ta phải dùng đến là đấy rồi. Để dùng đến
chiến thuật này. Bạn ơi, bạn ơi ơi. Rồi, bạn ơi tôi chờ bạn đây này, cố lên nhảy đi baby. Ở thôi, bạn ấy baby đã chết từ đầu rồi. Mẹ nó đang là phải dùng hạ sách này. Mình đã phải dùng hạ sách để nhảy qua mấy cái bước đốt nhạc rồi. Rồi, ok, cảm ơn nhá. Rồi, hóa ra là phải lên đường. Rồi, luôn, nó cho mình lên trên đỉnh luôn. Đi qua màn, coi như là qua màn âm nhạc rồi, qua lớp học âm nhạc rồi, đấy. Rồi sao mà chị đi đâu? Chị đi đây hả? Đất về Arabay, let continue, chúng ta tiếp tục đúng không? Điều này hả? À đây, ngon. Rồi, luôn. Ô, quần khỏe gì vậy? Đi qua thật sự, đi qua rất là khó khăn. Chỉ cần vừa chạm một tí thôi là chết rồi. Là chết dở rồi. Vậy nhân vật của mình cũng to chứ. Nếu mà chọn nhân vật bé thì mình chơi qua không? Nhân vật to thôi, tại nhân vật to thôi. Cái trình độ của mình là hơi bị các kiểu đấy. À có bạn Đinh Thị Lan Trang ở cửa 19 này, không có để ý không? Đinh Thị Lan Trang 1234. Chắc chắn là một bạn gái xinh. Hay là mình chờ nhỉ? Tôi cố tình chờ các bạn đấy đấy. Ôi sao mình không nhảy qua nhỉ? Mũi nhỉ? Sao mình không nhảy qua nhỉ? Sao mình thông minh thế nhỉ? Nhảy rồi nhảy. Cháu với chị chia tay lại chia tay rồi. Khổ thế nhỉ? Yêu đương kiểu gì chia tay quả chia tay. Tức là mình chả được bao lâu lại chia tay rồi. Này chú nói thật nhá. Chú với tình yêu của chú, tình yêu cũ của chú ít nhất còn được 1 năm. Sao còn mày được mấy chục tháng vậy? À được mấy tháng vậy? Dễ ẹp, chả qua là tôi đợi bạn Đinh Thị Lan Trang này thôi, chứ tôi qua đâu rồi. Cái kiếm này hơi to, nó chắn 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 chắn, anh đấy xem quá. Chắn Rồi, qua đơn giản. Hà Giang thì chú cảm giác Hà Giang bây giờ nó cũng mấy rồi. Hà Giang gái xinh phết thật sự luôn. Chú biết của bạn Hà Giang nhé tiếp. Exit rồi hả? Thế là mình thắng rồi hả? Một cùng một băng, tầng 2. Thích ở sở nát. Một hai. Chả nhẽ hết rồi. Thế cờ xít tức là ngồi đây. Tôi nghĩ yêu gần nhá. Bây giờ phải chẳng hạn mình còn gặp nhau phải nắm tay nắm chân chẳng hạn. Thì cái tình cảm nó còn lớn, đúng không? Cái xa kiểu mẹ ở đấy có thằng nào tán tỉnh nó, dễ biết được, đúng không? Cái này phải chấp nhận thôi, không phải là chơi đến đấy bao giờ. Thành thất thì gần. Thành thất ở gần bên Ba Vì. Đúng không nhỉ? Vạch cuối. Vượt qua luôn nè. Thì như được vượt qua, lẽ là chết rồi đấy. Cái việc mà yêu gần hay yêu xa ấy, tốt nhất là thực ra là cái việc họ muốn được yêu thương, muốn được có người nhắn tin, muốn được có người quan tâm thôi. Chứ còn đừng quan trọng là yêu gần hay yêu xa. Nếu mà mình chỉ cần có một người nhắn tin một tối, rồi là hôm nay em làm gì, anh làm gì các kiểu, thì cái gần đấy xa nó không quan trọng. Chỉ là cái lúc mà khi mà người ta ớt mẹ kiếp, cái lúc mà người ta trở nên có gì đấy nó lừa dối mình ấy, hay là nó khó, lúc đấy mới là cái thứ mà mình không thích. Cái gì xong lại ghiêng cứ hét này làm cái gì, ông định giờ hơ gì à, ông định chế me me à.
rồi, đến đây là ngon rồi. Đúng, đây giống kiểu hàm răng với đôi mắt ấy nhỉ. Ủa, gì đó? Ủa. À, đây là mơ. À, mình ngồi vào chỗ bàn đấy, phải như kiểu mình mơ ấy. Ờ, thế tao tỉnh rồi, tỉnh dậy rồi thì lại về đi được này hả? Rồi, ok. Úi trời ơi, nó bắn nó vỡ mồm luôn kìa. Ở nước thì ảo thế. Rồi nhớ dại, bắn trước thì để đi sau. Nước ảo quá. Cúp này. Bơi hả? Going to this spin thật được. Được rồi, bắt bơi hả? Bơi thì bơi. Này đã bao giờ mọi người nghĩ đến chuyện mẹ bơi như thế này chưa? Sẽ mọi người có tưởng tượng được rằng là mẹ đang bơi tự nhiên thì mẹ hết hơi mà vẫn chưa bơi được đích không? Tức là trước khi bơi mình tưởng tượng ấy như thế, sợ quá thì đéo bơi luôn. Mình đã từng nghĩ như thế. Tức là ngày qua một thanh sô-cô-la này, một cái bim bim này. Mẹ lại có thể thấy một thanh sô-cô-la màu xanh. Ơ kìa! Và cuối cùng là một lon coke. Coke, không phải coca. Ơ ừ. Ghét cái lúc này rồi đấy nhở. Nó quá sầu nhở. Có cái ba ghét còn nữa rồi. Rồi, rồi. Quấy. Ở đây sẽ đi qua những cái dấu nhân chia trầu. Nhân là chia số 4 là lại mất một cộng một, thằng này vẫn chưa giải được một cộng một cả mấy. Một cộng ba. Chân lên thằng ngồi cùng bàn thế vãi cần. Đợt đấy bọn tôi chỉ có ăn ăn uống ấy các thứ thôi chứ vãi cần, bọn lại còn cáo lông chân lên tài. Thế thế ông bá đạo rồi, quá bá đạo rồi.
mang cả một mảnh slab lên được kẹo lùng chân. Nó lừa mình, hóa ra là phải đi đường này. Mặt. Ok, đã vượt qua số mặt laser này nhá. Ô kìa, có hai cái đường mà cũng phải chọn đấy mà ai. Tao vượt qua cái đống laser kia, tao đã mắc mệt lắm rồi. Chó này. Laser đỏ. Rồi, vượt qua đống này đã mệt vãi cả. Đấy là rồi, để còn chọn len nữa. Rồi, lên bên này. Tiếp theo, chọn lên bên này. Đấy, chuẩn. Tiếp theo, đi thẳng. Ôi thôi. Nếu mà nhổ tóc bạc thì có nhỉ. Một này, hai này, xong đi thẳng. Wow, chó cái map này. Mà chó thích nhỉ. Yes, rồi đấy. Mình lấy số 3 chữ số là để quay số đấy các bạn ạ. Mình phải quay số chứ thực sự là mình cũng khó mà giúp cho kiểu nếu mà chẳng hạn mình xếp thì sẽ có những cái trường hợp xảy ra, ví dụ như là mình sẽ xếp bạn này với một bạn nào đấy kiểu nó bị chênh lệch về độ tay chân các kiểu ấy, mọi người phải hiểu điều đấy. Thế nên là mình không muốn để như thế mà mình sẽ để cho máy sắp xếp, mình sẽ quay bằng radio thì không được đâu, vượt qua mặt nước rồi mọi người. Thế là tôi cứ ngồi lì ở dưới gầm bàn thôi. Đấy là kỷ niệm của tôi. Cứ ngồi lì ở dưới gầm bàn thôi, xong cô giáo xuống hỏi vì sao ạ? Cô em mình đông. Xong thì cô cười cười. Xong thì cô cười cười. Không biết là cô cười cái gì đấy luôn. Vượt qua đường thông gió để đến với lại tươi sáng. Ta sẽ chọn bên trái. Trái có gì không? À, trái là đúng này. Bên phải là sai đấy. Mời thử với con máy mà con HD ở trong ấy. Bánh nếu mà bạn lên mà chỉ lên công thường lý, à nên lên tăng lại không Windows. Bánh con ở trong phần thử tướng ấy. Ở chỗ này là có nhiều nút bấm này. Ở trong phần thử tướng ấy, nếu mà hạn chơi mà lên tăng là bánh không Windows. Để lên bánh cũng chết được nó ấy. Qua cái gì á, một qua cái bánh, hai cái bánh. Là hai người sẽ chơi với nhau, xong rồi người thắng sẽ chơi tiếp với người nữa tiếp theo, được chưa? Tức là nó sẽ quay số như thế này, quay được chúng ai là người thứ nhất, không phải là chúng là gần số gần đấy thôi, thì đấy là người thứ nhất, xong quay tiếp sẽ trúng người thứ hai, rồi hai người đấy sẽ chơi với nhau, đấy chơi BO1 thôi, xong rồi người thắng sẽ đấu với người thứ ba, thứ tư, thứ năm, đấy cứ như thế là chơi thôi. Tôi hình như chẳng có một cái chết. Ai chết tiệt. Trời ơi, cái này cái này 42 rồi. Tắt máy được 60 thôi. Ơ kìa. Chúng ta sẽ cùng vượt qua cái mấy tên gỗ này nào. Cố lên. Gà. Tốt. Còn có tìm được ok con nhá. Thầy của mình nhá. Bạn đang bỏ kế. Ơi, tôi là biết ở đây rồi. Bỏ cuộc đi. Bỏ cuộc đi. Mất bao nhiêu mẹ một cái loại đấy một mất hơn bao nhiêu này. Kìa, thằng mẹ háng vào giữa cái cọc kìa, đau chìm quá. Kìa, ôi, cái màn này, cái thế nhỉ? Mần kia đã qua chưa? Kéo qua được, đi không qua được. Gà, cố lên nhá.
Oh!